Rồi, được rồi. Xong nó hết vậy. Nếu mọi người coi này thì hello mọi người. Chào mừng các mọi người đã đến với gì đó. Em không chào mừng mọi người đến với kênh channel muộn của mình, đúng không? Ủa sao chị không nói đi? Có một chút kênh này người nước ngoài coi mà phải nói tiếng Anh chứ. Hello everybody. Nói cái gì? Em rap. Không có nói gì chị đâu. Hát thì dở. Hát rap. Đúng không Sơn? Không nghe. Không nghe. Mày che luôn cái đèn đi nghiệp. Tắt luôn cái đèn đi nghiệp. Thấy gì sao không thấy? Bẻ chi cho tôi vậy? Để yên đi. Nào người ta tối nó tự chỉnh. Sao bẻ quá nhanh quá vậy chị? Thì chỗ này nó có mụn đâu mà không bẻ lên đây. Mày thấy chị mày về là quý ngay chưa? Rất là vinh hạnh đấy. Trời ơi, người đầu tiên bị chị quýnh hơi bị gì? Vinh hạnh này đấy, đừng có đùa. Chưa. Chưa. Quýnh đùa thì nói làm gì? Chứ không phải chị quýnh 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 anh thầy. Ủa chị quýnh thiệt chứ? Dính quýnh người nhà thôi, chứ người ngoài thì chưa bao giờ dúi nhai hết á. Hồi xưa em đánh nhau với anh suốt. Đánh mà sưng chân luôn mà. Kiểu đá xong đá không? Chúng đá trúng tường ấy. Trời ơi, hay quá đi. Chị kể đi hài hước mà. Cái giọng điệu của chị kể nữa. Chắc cả phòng này cười luôn á. Chị kể. Chị ăn thì mị chị mà chị cũng muốn lộn á chị. Ủa chị ăn thì mị á hả? Thì mị, đúng không? Hồi chấm. Mệt muốn chết. Phòng này cứ phòng này cứ ăn lấy chị ăn không lại hết. Sơn sinh năm bao nhiêu Sơn? 2K4. Sao? 2K4 hả? Trời, chị là mới học lớp 11 rồi, 12 à. Ừ. Chuẩn bị thi.
Đi học chưa Sơn? Được tuần rồi. Đi học vẫn không sợ gì cả. Mới vô lớp có 2F0. Rồi sao? Dạ, nó phải ở nhà, ở xong rồi livestream cho tụi nó học. Rồi tụi em vẫn đi học bình thường à? Đúng rồi. Hên đấy. Còn có bị test không? Ông đưa rất mệt xung quanh đưa F1 như vậy. Mình đứng ngồi xung quanh nó bị hả? Đúng rồi. Em ngồi xa hả? Nhưng mà sao biết F0? Nó bị nó có triệu chứng. À. Xong bế vô không cách ly, test nhanh đi tính rồi đi luôn. Ờ mà cho về nhà chứ đúng không? Cho về nhà tự điều trị chứ. Tiêm 2 mũi hết rồi mà đúng không? Ủa giờ đau gì nữa? Nhưng tác hại của nhỏ nhẹt nó hơi lâu ấy nhỉ. Chị ăn được cái nào mà hát với chị thì mới đúng được tông thôi. Tính ra em đi hát mà em hát sai tông là em im liền, em không hát nữa luôn á. Không đi được. Chị ơi. Giờ người ta ít thì phải đi tìm chứ. Ai biết chỗ nào có. Thật luôn á. Hôm nay Sơn nó có cắn ở đâu? Nó quen rồi. Nó đau rồi. Hồi xưa có bạn kia chị toàn phải đưa cho nó cục bông nó cắn.
Mình tắt luôn cái đèn không chị ơi. Nói nhiều quá mà quên cả làm luôn mà. Ờ về nha. Lấy mụn xong là cổ không thẳng được nữa luôn. Xem mẹ cho. Thôi. Mẹ spa đóng cửa luôn á. Thì nhau đi viện hết đấy. Mà giờ đi viện nó còn không cho chăm đâu. Thật luôn hả chị An? Em không ngờ chị tốt đến vậy luôn á. Không thể chấp nhận rồi. Cái đấy là chị cái gì? Đấy là spa phải bỏ tiền ra chi phí do tai nạn lao động. Em quả thằng người quý nhau. Nó mà dám quý em thì nghĩ sao vậy? Ở nhì thôi sợ nó chị Hải quên hết luôn á chị Hải. Không phải chị đang nghĩ là chị cúi lâu này xong chị trẹo cổ chứ chị không nghĩ là em quýnh chị. Đầu óc bữa này nó không được tỉnh táo cho lắm. Tí này chị có lỡ quay sang bên kia lấy nữa thì nhắc chị nhé. Dạ chưa, cũng có tuổi rồi mà không sao không cảm được. Tí nữa thấy lấy bên xong bên này lại quay sang bên kia lấy nữa là nhắc thì cảm lại ngay nha. Biết mà, em không còn trẻ tuổi. Trẻ nhưng mà mặt mày già. Nhưng mà em trẻ tuổi đó cũng còn minh mẫn.
mà được ấp, mà ấp nó không có nếp nhăn. Hả? Có sao không? Người ta hay gọi là não phẳng, não phẳng. Nhưng mà này có nó mới nhớ lâu lâu được. Em chứng sao em chứng minh được là não em nó không có phẳng? Em là người thông minh mà. Cụ nào trao chứ cụ này không bao giờ trao được. Đã ghét làm gì có chỗ trao được nữa. Đúng rồi đó. Nhìn mặt nhau còn không ưa trao kiểu gì. Nhìn muốn đơm. Nó mất dậy. Cái gì? Nhìn đang trong suốt thì nhìn không có xấu. Nhưng mà làm gì mắt dữ vậy? Sơn. Nó là công nghệ. Nó là do công nghệ hả? Ừ. Cái khay đặt bên nước ngoài mà. Sao tự nhiên thèm đi chơi dữ vậy? Bồ mà chơi. Ủa không có bồ cũng đi chơi được chứ sao? Sao bởi chị nói em. Ủa chị nói cái gì? Chị nói em à, không ta không có bồ mà đi chơi Noel. Ủa chị có kêu đi chơi Noel đâu? Có, em nói là Noel. Không, ý đó chị kêu, chị kêu giờ ấy. Chị có nói đi chơi Noel đâu. À, cũng là đi chơi hả? Ủa mình có tiền thì mình đi thôi. Ừ, có gì đi. Đi xong ra ngoài đường nhìn nó không nha. Thì mình ôm, thử ôm tí mà. Đấy, chị đổ trực tiếp vào đấy thì nó lại chờ đấy.
Phèo phèo phê. Cười. Trời ơi, mỏi cái lưng. Rồi, rồi.